Đây bây giờ mình đang chuẩn bị ra Hà Nội đây, toàn tụ lại với cả anh em đây. Đây đi cùng với mình là anh bạn cùng phòng đấy. Con ở miền Nam đã thăm bác. Buổi đêm này đặt chân đến Hà Nội và uống cà phê. Uống cà phê Hà Nội đúng không? Cà phê Hà Nội. Hà Nội. Hello, xin chào anh em đã đến với số vlog của mình. Và ngay đằng sau đây là... Và đây chính là căn nhà của mình. Đó, căn nhà mình ngoài Hà Nội. Hiện tại mình đang sống ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu chỉ khoảng 2 tháng mình sẽ về một lần review cho anh em. Đây là lần đầu tiên mình quay trở lại căn nhà sau khi mà đã được hoàn thành. Mình có một cái vlog mà đang trong quá trình thi công ấy. Nhà tôi đang xây đây này. Đây chính là cái phối cảnh 3D mà tôi đã tự tay thiết kế. Anh em có thấy được của nó không ạ? Và đây là căn nhà của mình, căn nhà thân yêu. Mình quay trở lại vào một ngày rất là đẹp trời. Trời trong tranh vắt luôn. Còn mát mát nữa, xe. Góc bên này thì có ánh sáng, chill vào. Rực rỡ, nắng vàng và trời xanh. Mát quá. Ở đây là giới thiệu món Bắc này, đây cũng có măng xào này, nem rán này, hoa quả và rau củ chấm vừng. Nói chung là nhà mình, bố mình rất là hay thích chăm bẵm tiểu cảnh. Đấy, từ khi mà xây nhà này xong thì rất hay có những cái chậu hoa cây cảnh này mà bố mình rất hay chăm sóc mỗi ngày. Đây là mình sẽ đi lên tầng 2 nha. Bố mẹ mình là đều chọn gạch hết. Những cái bàn gạch này rồi những cái cầu thang như thế này mình cũng chỉ có góp ý thôi. Còn hầu như là bố mẹ mình là chọn hết. Đây là căn phòng của gia đình mình. Đây là một phòng này. Phòng bên này là của em gái này. Đó. Phòng bên này của em gái. Nhìn cũng khá là rộng. Buổi chiều thì ở đây có cái nắng. Nắng vào hướng này cho nên là cũng hơi nắng. Đây là phòng vệ sinh này. Tất cả mọi thứ đều là bố mẹ mình chọn gạch hết. Nói chung là mình nhìn thấy khá là trang nhã. Đấy, anh em thì có thể tham khảo cách sơn tường và các cái chỗ cầu thang này khi mà anh em có tiền anh em xây nhà. Đấy. Nói chung là gạch bản đen rồi cổ trắng là đơn giản nhất, dễ phối đồ nhất. Đó. Đây là phòng mình. Tại vì mình sống trong Sài Gòn nên là cái phòng của mình vẫn để trống thôi, cũng không có gì cả. Đến khi nào sau này mình sẽ thành một cái studio gì đấy. Cái sân dưới này thì đủ rộng để có thể quay TikTok rồi các thứ. Có thể làm những cái trò con bò. Đấy, góc này thì có thể check in được này. Cái tường gạch này, cái tường gạch này nó kéo dài từ tầng 1 đến tầng 3 luôn. Nó theo cái ý đồ thiết kế của mình ngay từ đầu đó. Mình khá là ưng cái tường gạch này. Nó khá là cao và rộng. Và cuối cùng là ra đến sân phơi của mình đây. Sân phơi này nếu mà mùa đông thì các bạn có thể ngồi cà phê ở đây. Có thể ngắm nhìn các cái nhà hàng xóm xung quanh xem có động tĩnh gì không. Rồi, đây là nhà hàng xóm mình, nhìn cũng khá là kiểu kiến trúc kiểu mái nhọn kiểu Đà Lạt ấy, châu Âu, Tân cổ điển như sao ấy. Cái form trắng này mình cũng rất là thích bởi vì rất là sáng sủa. Bên cạnh này cây xoài thì cứ đến mùa xoài là mình ngắt trộm thôi. Đấy, có thể với tay ra và ngắt. Rất là tiện. Ở đây bên xa kia có một cái hồ. Cái hồ này là cái hồ tập thể dục. Đấy, view mình thì có thể nhìn ra được hồ. Và có một cái nhà bảy sắc ở kia nhìn nó rất là hay nha. Đấy, khi nào mình sẽ có một cái tập đi ra đấy để xem là nó là cái gì. Bởi vì nó cũng mới xây, mới sửa lại như thế. Buổi chiều nào mình cũng có thể chạy ra đây để tập thể dục. Rất là trong lành nhá. Không khí ở bên này rất là trong lành và thoáng đãng. Trời rất là xanh và bao la luôn. Trời ơi. Đến nhà mình gọi là Long Biên, Hà Nội các bạn. Không phải ở trong Hà Nội thành nhưng mà cũng khá là gần nội thành. Đến buổi chiều thì mình có hẹn ra một cái quán cà phê cup of tea. Thật sự rất là lâu rồi mình mới có cảm giác chill được đến như thế này. 8:01 PM. Ở trong giữa Hà Nội đây có cái quán nhìn khá là ảo, mọi người đi phải cúi xuống để qua được kính cổng. Mình ở Hà Nội rồi cho giờ mình đến cái quán này. Áo này ở Thái Hà anh em nhé, 1738 Hà. Khói này toàn khói vape. Sang ngày hôm sau thì mình mới bắt đầu đi ra phố đi bộ để chơi với anh em nè. Trước khi đến phố thì mình sẽ ghé vào quán bánh đúc nổi tiếng tại Hà Nội. Số 8 Linh Ngọc Hân nha, bánh đúc gia truyền. Ui, thiên thần này. Ui, hello thiên thần. Hello. What? Em làm lại đi. What the fuck? Well, we'll go back to the heaven. You are my heaven. Oh. Ghê đấy. Hello, xin chào mọi người đây. Mình lại quay lại cái chỗ mình đã từng khởi nghiệp ở đây cùng với cả anh em. Và đặc biệt hơn là mình có cả bạn lúc đấy em có trả lời em tên là gì đâu. Hôm nay thì bạn ấy có tiểu góc khác rồi, thế bạn ấy nhìn giống người phàm hơn rồi. Rồi thì thích hơn ở Sài Gòn là phố ở đây là nó đông. Phố ở đây nó đông hơn này. Và đặc biệt hơn là có bạn này ở đây. Nhưng mà không phải là mình, bây giờ mình quay lại là mình ở hẳn đây đâu. Anh em Hà Nội đừng có lo nhá. Mình chỉ ở đây khoảng 2 tuần thôi. Anh không phải lo đâu. Anh Sài Gòn thì thông cảm với tôi đấy, bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Cái cút con mẹ. Thôi em đừng buồn nữa. Em đừng buồn nữa. Quá đông luôn. Mình mong là ngày nào đấy phố đi bộ trong kia cũng sẽ được đông vui như thế này. Hát hay nhỉ? Phố này đúng vui đúng không? To mà, to rộng. Gái xinh nhiều. Gái xinh nhiều à? Đây này. À, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái quán đỉnh nhất con mẹ nó Hà Nội, nhưng mà không bao giờ đông nha. Đây, ở dưới thì rất là đông. Một cái quán rất là view, rất là ok luôn. Đây là quán cộng anh em. Mẹ ơi, mẹ anh thì thích anh Tùng Minh. Còn anh thì thích Thông Minh Anh. Em cũng muốn vậy không? Ừ. Luôn không? Thôi anh. Biết à? Thôi. Giờ dừng lại ở mức độ trêu đùa thôi em. Phê quá, cái chỗ này là phố Tràng Tiền anh em ạ. Tôi ở đây 20 mấy nồi bánh chưng rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi có dịp tôi khoe với anh em. Đây là bạn cùng phòng mình ở trong Sài Gòn ra đây để thăm thú Hà Nội. Ra đây xít xoa mấy chục lần. Nhờ, Chiến. Ở đây đẹp không? Sao? Sao Minh Anh? Ở đây xấu hơn Minh Anh á? Nhờ, Chiến bảo ở đây xấu hơn Minh Anh à? Thế ý anh là em xấu đúng không? Không có Minh Anh ở đây xấu. À, Minh Anh đến đây là xấu, mọi thứ đều xấu đi. Rồi tưởng em là người Nhật nữa. Bởi vì là tiếng Anh thì nói tiếng Anh thì em lắc đầu, mà nói tiếng Việt em cũng lắc đầu. Chịu đấy. Em đang hack não anh đúng không? Lúc đấy em cũng ngại quá. Lúc đấy I don't believe you. I don't believe you. I met you in my dream. I don't believe you. Thôi nói chung là khoảnh khắc mà lúc đấy em ngồi ở cái góc đấy em làm mọi người xấu đi, thế là anh mới vào ấy. Chỗ đấy nó sáng quá. Thế nên ngồi đấy lấp ló ở đấy thì mình mới vào. Anh vào phát là chỗ đấy chóe hơn ấy. À, không phải sáng cửa. À. Thank you em. Cảm ơn em. Đây, đây là quê tôi này. Đấy, quê tôi đấy. Nhảy thâm hết cả đầu gối ấy. Đây là thiên thần chưa đi tẩy run nên hơi quằn quại tí. Các anh em có thể thấy phố đi bộ của tôi ở đây này. Kể cả thứ sáu nó vẫn đông rồi. The next day. Đang ở Hồ Tây, ở Hồ Gươm. Đây, anh em có thể thấy đây. Đấy, tháp rùa đây. Khu này là khu mà tôi hay quay prank ở Hồ Gươm đây. Và tôi đang chờ những thiên thần đến đây. Vâng. Mình thấy bạn giống như Yêu Cũ quá. Em không phải anh Yêu Cũ anh đâu. Giống thôi. Không, mình không bảo bạn là Yêu Cũ. Cũng giống. Mà muốn nghe mấy câu thính không? Em không thích mấy câu thính đâu. Kệ em. Em biết em là có lỗi gì không? Em có lỗi gì đâu. Em có lỗi với anh. Em không có lỗi với anh. Là anh cũng có lỗi nữa. Hả? Lỗi là anh đang nói chuyện với em. Không. Em biết lỗi gì không? Không biết đâu. Không ạ. Lỗi là anh với cả em không gặp nhau sớm hơn. Quá chuẩn luôn. Lỗi này lỗi nặng quá. Phải khắc phục lỗi. Sửa lỗi hả? Ừ, sửa lỗi. Cho anh mượn điện thoại được không? Anh mở lên đi. Anh gọi một cuộc cái. Tầm này tầm trưa rồi. Điện thoại đang hết pin. Mẹ em đang đi đâu ạ? Em đang... Chờ anh đúng không? Alo? Em yêu à? Ôi giời ơi! Tắt cơm chưa? Tắt cơm đi. Anh đang trên hồ. Không gặp con nào đâu, chỉ đi luyện tiếng Anh thôi. Xạo chó. Nhớ đặt cơm nhá. Cơm nhá, trưa rồi, lát anh về. Bứt giỏ hư rồi. Trứng hấp thịt, ok. Sườn, thấy nhá. Yêu anh. Cho em xin điện thoại không? Sao anh ạ? Không sao đâu, mình có thể bỏ bạn ấy được. Thôi, không được đâu. Như thế là có lỗi bạn ấy lắm. Đúng rồi anh em ạ. Anh đừng làm bạn ấy thành người thứ ba. Không sao đâu. Thì khi nào mà anh chia tay bạn kia thì anh có thể liên hệ với em không? Không anh ạ. Anh đi tìm người mới nhá. Người đời nói đúng không nên yêu thương. Vì chẳng bao giờ. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn cái bún đậu đặc sản ở Hà Nội. Đậu gia truyền. Quán rất là nhỏ, rất là chật. Đây là một món đầy đủ. Gồm cái này, nem này, chả này, thịt luộc này. Đây là dồi luộc. Nó rất là nhiều topping. Và bún này nó cũng khác. Cuốn như này. Nên thử anh em, lên Bờ Hồ nên thử. Địa chỉ tôi để dưới phần mô tả. Tôi không làm tôm nữa, anh em mình phán xét tôi. Đừng có mà phán xét của NTN. Ngưng phán xét. Đây là khu K-pop. Khu của các K-pop style. Yeah, do you have a name? Can I call you mine? 안녕하세요. What? 안녕하세요. I don't know Korean much. Because I'm Vietnamese. Vietnamese too? Huh? Yeah. Hàn nhầm. Khó hiểu quá. Đầu tiên thần không? Cái thần của Hà Nội. Thế là bạn đang nói dối rồi. Vì ai đang cười là tinh thần. Rồi chết rồi, chói quá. Chói lóa đấy nhỉ. Thôi anh về đây không mắt anh mù mất. Xôi này, người xôi chim yến, và xôi tên là Yến. Ông này còn ăn chia nửa vầng trăng đấy. Thanh niên ăn xôi chia nửa vầng trăng. Ai đủ chất lòi mắt này. Wow. Thằng bạn mình cầm cái đống lợn này này. Mua nhiều đấy. Chạy vòng các thích chơi trốn tìm đúng không? Biết là sao anh ghét chơi trốn tìm không? Không. Bởi vì anh ghét tìm em thêm một lần nữa ấy. Thật là tuyệt vời. Biết tại sao anh thích tam giác vuông không? Em không. Vì anh thích cạnh huyền. À cái gì cơ? Mặt em to anh. À đây mặt đây rồi được rồi đó, villa rồi. Mặt em không có villa. Anh sẽ chỉnh u-line rồi chỉnh các kiểu filter rồi nhét trái tim vào nữa đúng không? Nhét kiểu gì? Nhét hiệu ứng vào đây đây này. Nhét đi. Kiểu gì? Kiểu như này này. Đấy. Bắt luôn cơ mà. Đấy à cứ. Thôi để anh nhặt lên rồi. Đấy. Quê vãi rồi, phản đam được đấy hả? Thích thế. Anh có rất nhiều luôn. Tim anh không thiếu luôn. Béo thiếu, cả năm muốn cho được một ít này luôn. Mấy ngăn cũng có. Đấy, anh em có thể thấy phố đi bộ còn đông đến như này không? Ui. Trời ơi. Sung sướng là thế này đấy. Đấy, sung sướng là như đấy, như bà đóng vàng kìa. Ôi các bạn biết sung sướng là như nào không? Là như này này. Hello. Trầm cảm. Hả? Ôi rồi. À, sung sướng là như thế à? Ôm hẳn đi ra mà không? Ôm hẳn hẳn. Sao anh lại ngồi đây? Thần bé mèo đi. Ôi bây giờ cùng hai con này thì bây giờ biết chọn con nào được. Đây cho anh sờ nó cái. Đây cơ mà. Ôi mèo này, mèo xinh đấy. Mèo này mấy đĩa nhỉ? Này 3 đĩa là cùng tôi chứ gì? 3 đĩa là cả. Một lèo. Mèo. Con mèo ngu ngốc. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Huyền. Em chưa có người yêu. Bụng quét. Hello các bạn, mình là Cạnh Huyền. Mình là Cạnh Huyền á. Sao? Quê? Bởi vì anh thích tam giác. À ừ, đó, tao đang có phải đấy, tôi đang đứng cạnh với cả hot face Thị Quỳnh. Hello mọi người, mình rất là hiền lành nha, không ốm như anh của anh gì đó? Anh Việt CG. À, mọi người nhớ subscribe kênh Phải Tán Được Quỳnh và kênh Bùi Quỳnh và Hồng Gấm như mọi người. Điên à? Chưa nói gì mà đã đòi subscribe rồi. Và cơ hội quá. Cơ hội này thì chết tôi à? Và cả kênh đợt vlog nha mọi người. Hồn này tát. Hồn này tát. Hồn. Hôn này. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi được chưa? Đồng quá, lúc nào phố cũng tấp nập như này. Đấy, bao nhiêu thần tiên. Quá nhiều thần tiên đây. Tôi phải đi đây. Và anh hôm nay sẽ đi thả tiền. Hello anh. Hello bạn. Xin chào mọi người, mình là Việt CG. Hôm nay mình sẽ tán hết gái phố đi bộ. Đây là cháo sườn sụn đây, Hà Nội đây. Các ông thấy chưa? Vlogger à? Mày phải chuyển nghề chứ không cứ sống mãi một nghề sao được. Cháo này cái này nhiều vãi lắm mà đúng này. Cái này đúng. Cái này giống bột đấy, bột cho trẻ em. Bột trẻ em. Giống bột cho trẻ em luôn. Nhưng mà nói ở đây nó là thế, ở đây đặc trưng nó là như này. Mời các em nhá, mời các anh em nhá. Các em có thể xem thiên thần ăn. Để đặt lấy hết đi. Chu mắt vào nhau đi. Hết hội kia đến hội này. Rất là nhiều bạn bè anh em từ lúc là tôi ra đây quá nhiều luôn, quá nhiều hội. Lúc nào cũng sẽ được ngồi uống nước cùng với anh em. Lát nữa là sẽ ra và xem ghép đôi đi. Lát nữa anh em sẽ ra xem ghép đôi và làm những trò vui vẻ ngoài phố. Tiết canh thì ngon đấy. Nhưng mà thay canh ngon hơn. Này, không chỉ bậy nhá. Ôi ôi, nhiều thiên thần thế này. Ôi lại còn thế này nữa đây. Ôi rồi ôi, từ đâu mà ra thế này. Chiến có thấy gái Hà Nội nhỉ? Ui, gái Hà Nội xinh lắm. Xinh lắm. Sài Gòn bằng thế nào? Sài Gòn là cái gì? Không, Sài Gòn là như thế này nè, nhưng mà Hà Nội nè to hơn rất là nhiều. Ai tả thế bao giờ? Đấy, có bạn gái. Bạn tên là gì? Bạn tên là gì? Bạn tên là gì? Phương à? Phương xa thì về bên đấy, còn muốn đậm đà thì về Phương Anh. Hello, hello bạn trẻ. Dạo này như nào rồi? Dạo này á? Còn nhớ mọi người không? Dạo này vẫn đói ăn. Nhớ anh Việt quá. Mọi người có biết đây là ai không ạ? Giờ mình đang thất nghiệp nha, đấy là ai nuôi mình hay nuôi mình. Quay rồi. Ôi mẹ ơi, nhiều vãi, quá nhiều. Em có thích nổi tiếng không? Mày thích nổi tiếng không? Thế thôi chúng ta không kéo đâu. Thích nổi tiếng thì nói ra. Thì em nổi tiếng, đúng không? Không thích à? Ủa, mày thật phải nổi tiếng. Anh thì thích nổi tiếng. Có tiền của em. Mà đến tuổi trưởng thành rồi thì mình phải tự kiếm. Ai tên gì cả? Anh muốn được nổi tiếng bởi vì anh muốn được nằm trên anh nhất. Thật là tuyệt vời. Thật ra ai nằm trên em nữa. Khó hiểu quá. Thế là anh cần phải nổi tiếng này. Để nổi tiếng này xong rồi là có tiền này. Có tiền xong rồi để nuôi trang này. Nuôi trang xong rồi là được lên trang nhất này. Thế thì chỉ cần một người nổi tiếng là được rồi. Thế đủ nuôi đúng không? Theo nuôi thì muốn nuôi thì gọi anh, không thì mẹ anh vẫn nuôi em. Còn để phải đứng cạnh em thì anh mới có động lực để kiếm tiền. Rồi xong rồi là nổi tiếng xong rồi là được lên, được nằm trên trang. Em sẽ chờ. Em sẽ chờ. Biết thế. Hứa. Chuyên nghiệp đấy. Và anh là tia nắng vàng. Tại sao? Bởi vì lúc nào anh cũng thích chói chang.